Và Lâm Trường xin cảm ơn tình cảm yêu mến của tất cả quý vị. Và bây giờ Thu Hà xin được gửi tới quý vị một ca khúc mới của nhạc sĩ Trần Tiến. Đúng hơn là những bức họa âm nhạc mang tựa đề Sắc Màu. Xin quý vị hãy lắng nghe và có thể chúng ta gặp đâu đó trong bài hát này hình ảnh của mình, hình ảnh của những người sống xung quanh. Xin mời cùng nghe. Thank you.
Không còn quá cô đơn nữa, bởi vì nó đã được bắt thêm cả sức mạnh của từng đây người ngồi dưới đây, tràn đầy sức sống, tràn đầy tình yêu, ai cũng yêu dữ dội hết, hình như là như thế. Và Hồng Nhung có nhìn thấy một nhân vật rất là quan trọng, một nhân vật có thể nói là một trong những người đầu tiên đã nghĩ đến và thành lập ra Làn Sóng Xanh hôm nay, để cho Hồng Nhung và các bạn của mình được trở thành một trong những con sóng nhỏ. Thế thì các bạn có biết nhân vật quan trọng đấy là ai không? Mà hôm nay lại không ở trên sân khấu mà lại ngồi dưới giống khán giả.
Đó là chị Huyền Thanh. Xin mời chị Huyền Thanh đứng dậy để mọi người cùng thấy. Chị Huyền Thanh thân mến, chị ở xa quá mà mọi người thì rất là yêu giọng nói của chị, bởi vì chị là người có giọng nói hay nhất, nhẹ nhàng nhất và dễ thương nhất thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì chị có thể lên đây để nói một vài lời dễ thương cho mọi người cùng nghe được không? Sở dĩ mà hôm nay Huyền Thanh không có mặt trên sân khấu ngày hôm nay vì một lý do rất là đơn giản là Huyền Thanh muốn lén lén ngồi giữa các bạn, muốn làm khán giả để mà lắng nghe xem các bạn có thể đòi hỏi và yêu cầu gì về chương trình Làn Sóng Xanh. Bởi vì thực sự có ở trong các bạn, hòa cùng các bạn thì chúng tôi mới có thể phục vụ các bạn một cách tốt nhất. Và bây giờ thì Huyền Thanh xin nhường sân khấu lại cho ca sĩ Hồng Nhung tiếp tục chương trình hôm nay.
buồn đã xa anh. Mùa đông thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với một ca khúc của nhạc sĩ Trần Minh Phi với tên gọi mà chắc tôi nói ra các bạn đều rất thích, đó là ca khúc Gửi Đôi Mắt Nai. Và hai ca sĩ rất có triển vọng và các bạn rất yêu thích sẽ hát cho chúng ta nghe. Xin giới thiệu Hồng Ngọc và Thanh Thảo. Trang giấy thơm chấm em cài còn đây những cây
Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với một đôi song ca. Và họ đã có một bề dày, họ cống hiến cho nghệ thuật và họ đóng góp rất nhiều cho những ca khúc trong làn sóng xanh. Và chúng tôi chắc quý vị cũng đã biết rằng chị đã nhiều lần lọt vào top làn sóng xanh với những ca khúc rất hay như Cơn Mưa Lao Sao. Và chị đến với chương trình của chúng ta cùng với người yêu cũ của mình, nay đã là chồng. Đó là xin giới thiệu ca sĩ Cẩm Vân và Khắc Triệu. Hôm nay mưa không thay áo cho người để tình hợp
nay Cẩm Vân xin được giới thiệu đến các anh chị và các bạn là một sáng tác mới nữa của nhạc sĩ Kim Tuấn. Bài hát được mang tên Tình Cuốn Mây Ngàn. Theo người vì quá mê dại tình.
99 thì có một ca khúc, trong đó có một đoạn như thế này: giờ đây anh đã chôn chặt trái tim mình trong nỗi đau ngọt ngào. Và bài hát đó đã vượt lên đứng đầu top ở những tháng cuối năm. Và chúng tôi muốn hỏi tất cả các bạn trẻ, các bạn hãy nói cho tôi nghe, người hát thành công nhất ca khúc ấy chính là ai?
Vâng, Minh Thuận sẽ xuất hiện ngay bây giờ với Nỗi Đau Ngọt Ngào của nhạc sĩ Quốc Dũng. Giờ anh đã mất những phút vô tư thuở nào, từ khi em đến mang những yêu thương nồng cháo. Để khi anh biết đã cách xa em thật rồi, thì bao thương nhớ này đã không bao giờ vỡ. Ôi biết bao lời đắng cay trên miệng đời đã xua tan giật mộng lứa đôi. Làm sao vơi bớt những tiếng yêu thương ngọt ngào, cùng bao hơi ấm giây phút đôi ta gần nhau. Anh trói tim mình giữa nỗi đau ngọt ngào, đã theo anh mãi tận chốn nào. Cho dẫu ta đã cách xa nhau suốt đời, những dấu yêu còn mãi không rời.
Và để tiếp nối chương trình, Minh Hường xin gửi đến quý vị khán giả các bạn một bài hát rất vui tươi. Bài hát sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, bài hát được mang tên Rất Còn Nhiều. Và bài hát này Minh Hường trình bày cùng tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thanh. Thank you.
Yeah.
Có ai thấy bạn Trường đâu không ạ? À? Có ai thấy bạn Trường nói giùm Trường được không? Bảo giúp Trường được không ạ? À? Phương Thanh ạ? À. Có ai thấy Phương Thanh đâu không ạ? À? Ở đâu ạ? À? Ở trên đó ạ? À? Ai đó? Ai kiếm Phương Thanh vậy? Ủa? Anh Thuận hả? À, có thấy Phương Thanh đâu vậy? Ủa kiếm Phương Thanh có làm chi vậy? Thì cái đó chuyện của tôi, anh hỏi làm cái gì? Cho Phương Thanh là bạn của tôi hỏi, tôi phải thắc mắc chứ. Ai nói vậy? Phương Thanh là bạn của Trường. Bạn của tôi nữa. À, tôi mà. Ông chút nữa mà kiếm ra Phương Thanh tôi hỏi rồi, không phải bạn của Trường là chết rồi nha. Ừ, lát nữa hỏi thử. Thanh ơi! Thanh ơi! Thanh ơi! Cóc chết nặng nhái mồ côi, chẳng hiu tới hỏi, nhái lắc đầu không ưng. Nhái lắc đầu không ưng Minh Thuận Lâm Trường luôn. Quý vị ủng hộ ai ạ? Nàng nhái mồ côi bấy lâu, chàng hiu nó bèn đi hỏi. Nhái lắc đầu hồng ưng, lắc đầu hồng ưng. Con ếch ngồi ở sau lưng, nó kêu là kêu cái quạt quạt quạt. Biểu ưng cho rồi, biểu ưng cho rồi. Bầu chờ ai chứ ai chờ bầu, chứ bầu chờ ai lấy chồng sướng hờ.
đón nhau nghe vùng trời nắng ấm, tiếng chim đua rộn vàng nơi đây. Ước mơ của tôi là yêu nhau, nắm tay cùng đi vượt ngàn dòng bão, khóe môi cười chờ mùa xuân tới, nắng đã lên dưới ấm cuộc đời. Hãy cất tiếng hát khi tình yêu đến, hãy thắp ánh sáng cho tình đêm. Che mãi bao niềm khao khát, buồn xa đã hết cho mùa xuân vui. Con đường ta đi chân ngất hoa hồng. Hãy cất tiếng hát cho tình yêu đến, hãy thắp ánh sáng cho từng đêm vui. Trái tim hãy dâng cho mọi người. Hãy cất che mãi bao niềm khao khát. Quý vị, ca khúc Con đường hoa hồng của nhạc sĩ Lê Quang viết riêng cho chương trình Làn sóng xanh 2000 với các phần trình bày của các ca sĩ tham dự chương trình đã kết thúc chương trình ca nhạc Làn sóng xanh đêm hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn nhà tài trợ Suzuki và cảm ơn câu lạc bộ Lan Anh đã hỗ trợ cho chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin cảm ơn quý vị và chúc một đêm ngon giấc. Hãy cất tiếng hát khi tình yêu đến, hãy thắp ánh sáng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.